Chương 1432 Vục thú ấu sinh thể phần 1. Kẻ có ma linh thần hạm không phải là siêu cấp cường giả thì sau lưng cũng là thế lực cực kỳ khổng lồ. Bọn họ tuyệt đối là không trêu chọc nổi. Từng chiếc thiên hạ lầu thuyền, thiên hạ thần hạm bay qua, toàn bộ lại yên tĩnh, bình yên vô sự. Trong hư không này đồ vật gì tồn tại? Có phải hay không ma linh thần hạ đột nhiên xảy ra vấn đề cho nên mới bị vùng bay ra ngoài? Sư già nghĩ nghĩ, trừ lần đó ra tựa hồ không có thể giải thích. Diệp Thần trầm mặc, giờ phút này hắn ngồi xếp bằng nhắm mắt, thần hồn thẩm thấu vũ trụ hư không, phảng phất mơ hồ nghe được thanh âm thần bí nào đó, giống như có người nào ngủ mơ nói mớ để người rất khó nghe rõ. Tựa hồ là một loại lực lượng thần bí trong vũ trụ khuếch tán. Nhưng mà lúc giật Diệp Thần muốn dùng thần hồn lại tìm tòi là tìm không tới. Cố lực lượng thần bí này không biết là cái gì, có thể để cho chín đạo thời không đạo văn chi lực thể nội Diệp Thần không ngừng phát run. Loại lực lượng này so sánh với hồng, xích, cam, lục, thanh, lam, tử bảy loại nhan sắc thời không đạo văn chi lực muốn cường đại hơn. Vậy mà muốn cùng hắc, bạch hai loại thời không đạo văn chi lực cấp độ không kém bao nhiêu. Mơ hồ trong lúc đó, Diệp Thần phảng phất thấy một cái thân ảnh tử sắc trong hư không. Đối phương hình như nữ nhân, một đầu tóc dài màu tím đang lẳng lặng ngủ say, giống như là một cái đạo phủ quang xẹt qua. Lúc Diệp Thần muốn xem rõ cái thân ảnh màu tím kia lại vượt qua biến mất không thấy. Diệp Thần nhíu mày, lúc thần hồn còn muốn tìm tòi đã không thấy. Diệp Thần ca ca, người phát hiện gì sao? Ali nhìn Diệp Thần hỏi. Ta không rõ lắm. Diệp Thần lắc đầu, hắn vừa rồi hết thảy chỉ là ảo giác của hắn. Nữ nhân kia đến cùng là người nào? Tuy cảm giác thân ảnh đối phương có chút mơ hồ, nhưng khuôn mặt tựa hồ là vô cùng rõ ràng. Diệp Thần thao túng ma linh thần hạm đem địa phương phạm vi mấy chục vạn km toàn bộ tìm tòi, cuối cùng cũng không có thu hoạch. Có lẽ thật là ma linh thần hạm xảy vấn đề. Diệp Thần lẩm bẩm thay một cái chiếc ma linh thần hạm. Ma linh thần hạm mới mở xuyên qua không gian và thời gian biến mất cuối hư không. Diệp Thần không biết là chiếc thần hạm thần bí cơ y nguyên trong hư không chậm chậm trượt lấy một mực hướng thiên nguyên tinh bay đi. Diệp Thần ma linh thần hạm không ngừng ở hư không phi hành xuyên qua một cái mảng tiểu hành tinh. Diệp Thần tỉ tưởng người nhìn bên trong, sơ ra hướng một mảnh tiểu tinh, trong đó chỉ ở trong tiểu tinh có một cái quả tiểu hành tinh, nhan sắc của nó cùng tiểu hành tinh thể bình thường không đồng dạng, từng đạo năng lượng gợn sóng phát ra. Chứng kiến quả tiểu hành tinh kia, Diệp Thần có chút kích động. Đó là một cái quả tiểu hành tinh hoàn toàn là do tinh thần chi thạch cấu thành. Nghĩ lại tài vũ của mình đã đến trình độ kinh người, một quả tiểu hành tinh thể toàn bộ do tinh thần chi thạch cấu thành, dù có là mấy ngàn vạn tấn tinh thần chi thạch, nhưng đối với hắn mà nói cũng chỉ là chín châu mất một sợi lông. Bất quá phát hiện một tiểu hành tinh thể hoàn toàn là do tinh thần tinh thạch cấu thành, Diệp Thần đã phi thường cao hứng. Dù sao đây là nhặt không. Diệp Thần thả người lướt ma linh thần hạm, tay phải hư nhiếp bắt lấy quả tiểu hành tinh thể, vèo một tiếng đem quả hành tinh thể hấp thu vào đan điền thế giới. Cả quả tiểu hành tinh thể bị nhét vào trong đan điền. Không hổ là tạo hóa thiên địa, như lời Cửu Lê lão già, quả là vô cùng thần kỳ. Thần hồn đảo qua quả tiểu hành tinh thể, bên trong quả tiểu hành tinh thể này có lẽ là không ít tinh thần tinh tủy, tối thiểu là mấy vạn tấn. Nếu như đụng phải thời điểm cần, có thể đem nó phân giải. Diệp Thần dùng thần hồn tìm tòi phụ cận thoáng qua, không có phát hiện tiểu hành tinh thể khác do tinh thần chi thạch cấu thành. Hắn thả người lướt về trong ma linh thần hạm. Ngay khi Diệp Thần lướt vào ma linh thần hạm, Diệp Thần đột nhiên cảm giác đan điền thế giới có phản ứng. Bên trong đan điền thế giới, cái hoàng vực kim thú kia nhảy lên nhanh nhất là không ngừng nhúc nhích. Diệp Thần cảm giác huyết dịch hoàng kim vực thú tốc độ chạy càng lúc càng nhanh, thanh âm tim đập càng là rung động như là chống trận. Vô số linh thể trong đan điển thế giới hướng hoàng kim vực thú tụ tập mà đi, dung hợp tiến vào thể nội của con hoàng kim vực thú này. Chín loại thời không đạo văn chi lực hoàn toàn bị nó hấp thu, khiến ký tức trên thân nó trở nên càng cương đại. Cỗ hơi thở kia là không ngừng kéo lên trên hoàng kim vực thú kén. Ngoại trừ kim sắc quang mang là lóe ra hồng, xích, cam, lục, thanh, lam, tử, còn có hắc, bạch, cửu sắc. Diệp Thần cảm giác có lẽ là bởi vì linh thể này có 9 loại thời không đạo văn chỉ được trong thể nội tác dụng mình.
còn hoàng kim vực thú đang là phát sinh lột xác kỳ dị. Rốt, đột nhiên một tiếng giòn vang, hoàng kim vực thú ké nứt ra một vết, ngay sau đó là một cái kim sắc đỉnh cự đại đi ra. Rốt, sau một khắc, kén hoàn toàn bị vỡ, lộ ra sinh vật kim sắc. Nhìn sinh vật này, Diệp Thần có chút kinh ngạc. Vực thú thành niên kỳ tướng mạo tục tăng như vậy, không nghĩ tới vực thú ấu niên kỳ lại đáng yêu như vậy. Trên người hoàng kim vực thú tân sinh là làn da không có cứng đờ, trắng nõn nà, trên làn da có chút nếp uốn giống như là con cún con mới sinh. Chỉ có sừng trên đỉnh đầu có chút không quá giống nhau, ánh mắt nó cứ như vậy đóng chặt, tư chi là không ngừng lay lấy. Rốt cuộc là ấp rồi, còn hoàng kim vực thú thứ nhất. Tuy vẫn chỉ là trạng thái mới sinh nhưng Diệp Thần đã vô cùng hưng phấn. Phải biết rằng đây chính là hoàng kim vực thú, so với vực thú bình thường đã cường đại hơn nhiều. Chỉ thấy mí mắt hoàng kim vực thú còn nhắm, từ bản năng thất tha thất thểu bỏ không ngừng cắn xé vỏ trứng. Ao ao, hoàng kim vực thú đem từng mảnh toái xác dùng chân trước, thịt núp lích lên há mồm nhúc luốt xuống. Sau một lát tất cả toái xác là bị tiểu hoàng kim vực thú ăn hết. Làn da phấn nộn của tiểu hoàng kim vực thú bắt đầu chậm rãi cứng, hiện ra kim sắc sáng bóng giống như là phủ thêm tầng kim giáp. Dù chỉ là ấu sinh thể nhưng đầu của nó lớn nhanh như thiên nguyên tinh rồi. Phảng phất người cái gì, tứ chi tiểu hoàng kim vực thú không ngừng lay lấy. Ở hư không ghé qua vèo một tiếng, cự trả bắt tiểu hành tinh thể mà Diệp Thần mới nhét vào đàn điện thế giới. Chương 1433. Vực thú ấu sinh thể phần 2. Hoa tiểu hành tinh thể này tính toán thể tích khá lớn, nhưng trước mặt hoàng kim vực thú lại như là cái chú chuột dưới chân voi. Nó vẫn là mắt đóng chặt, chóp mũi ở tiểu hoàng tinh thể hít hà ô ô một ngụm, nên em khỏa tinh thể kia toàn bộ lút vào rốp rốp. Một khỏa tiểu hành tinh thể còn là chưa đủ nó nhét kẽ răng. Lút vào càng nhiều khỏa tiểu hành tinh thể, hoàng kim vực thú y nguyên vẻ mặt khát khao, khát vọng càng nhiều tinh thần chi thạch. Cảm giác hoàng kim vực thú nội tâm khát vọng, Diệp Thần rốt cuộc hiểu, kỳ thực cái con hoàng kim vực thú này sớm đã đến cái điểm tới hạ ấp trứng, nhưng mà xung quanh của nó không có đủ đồ ăn. Chúng là không ấp trứng, tình nguyện tiếp tục dừng ở trong kén ngủ say. Đây đại khái là một cái bản năng sinh tồn. Khí tức xung quanh xuất hiện, khí tức tinh thần chi thạch sẽ bắt đầu có hoàng kim vực thú ấp trứng. Một khỏa tiểu hành tinh thể hoàn toàn do tinh thần chi thạch cấu thành lại không cách nào làm cho hoàng kim vực thú lo bụng. Nhưng mà năng lượng bên trong tiểu hành tinh thể bị nó tiêu hóa, ít nhất là mấy tháng, thậm chí 1-2 năm thời gian không cần ăn uống. Trong lúc này nó là tìm kiếm càng nhiều đồ ăn. Không nghĩ tới thu hoạch tiểu hành tinh thể, ngoài ý muốn để hoàng kim vực thú kia ấp trứng. Xem ra sau này nuôi lớn hoàng kim vực thú là một kỹ thuật sống. Không biết hoàng kim vực thú là chuyên môn ăn tinh thần chi thạch hay còn đồ vật khác. Diệp Thần tay phải khẽ động, hướng hoàng kim vực thú phóng một ít linh dược. Con hoàng kim vực thú ngửi mùi linh dược, lập tức há mồm luốt xuống. Bất quá hiển nhiên những linh dược này quá ít, ngay cả hàm răng nhét cũng không đủ. Diệp Thần lại thử phóng một ít ma kim, hoàng kim vực thú hít hà ma kim lại lộ vẻ mặt xem thường. Xem ra tên này không ăn ma kim, không ăn ma kim, nhưng mà ăn một ít đồ vật ẩn chứa năng lượng. Một quả tiểu hành tinh thể toàn bộ tinh thần chi thạch cấu thành bị hoàng kim vực thú một ngụm lướt xuống, khó có thể tưởng tượng về sau nuôi lớn cái đại vị vương này. Đồng thời càng làm cho thân cảm giác kinh hồn táng đạp. Trong thế giới đan điền quá là mấy trăm vạn hoàng kim vực thú đợi ấp trứng. Hướng con hoàng kim vực thú nhìn, thấy nó chậm rãi mở mắt, một cái mắt tròn vo hướng tâm. Hạch tâm phảng phất có hỏa diệm tiêu đốt, làn da trên người phi thường cứng rắn, toàn thân hiện ra kim quang chói mắt giống như là một cái choàng thân kim giáp. Tuy vẫn chỉ là ấu sinh thể, nhưng đã có một ít nghiêm nghị bá khí của hoàng kim vực thú trên người tản ra khí tức cường đại. Diệp Thần rõ ràng cảm giác con hoàng kim vực thú này là không ngừng phát triển lấy, đoán chừng cho nó trưởng thành đến cấp độ nhất định, có thể chính mình kiếm ăn. Đến lúc đó Diệp Thần nhất định là nhẹ lòng một ít, bằng không nuôi lớn những cái thứ này thực là một cái chuyện khó khăn. Đoán chừng chỉ có thể ở bên trong vũ trụ tinh không không ngừng tìm kiếm những tinh thần tinh thạch cấu thành rồi. Bất quá những hàng kim vực thú này cường đại không thể nghi ngờ.
rồi là ấu sinh thể. Tinh chủ cường giả thương coi như là tinh chủ đỉnh phong rất có làm thương tổn tới chúng. Bởi thân thể vực tú quá mức cường đại, đây là thượng thiên ban thưởng cho thiên phú bọn chúng. Chúng hình thể khổng lồ, đơn giản chém giết có lẽ không phải chúng am hiểu, nhưng mà trong một ít tinh không chiến tranh, chúng tuyệt đối là máy móc giết chóc vô địch. Ấp trứng sang một con hoàng kim vực tú là lòng dân thần kích động, đồng thời không khỏi có chút nhức đầu. Cho cái con hoàng kim vực tú này ăn là cái chuyện tương đối phí sức. Chỉ có cung cấp đầy đủ tinh thần thạch, hoàng kim vực tú mới có thể từ từ lớn. Nếu như tinh thần thạch không đủ, hoàng kim vực tú có lớn hay không là một cái vấn đề. Bọn chúng mới ra là ăn nhiều như vậy, sau này khẩu vị có thể từ từ trở nên lớn hơn. Mỗi lần bọn chúng ăn hết bao nhiêu à? Khi mà biết Diệp Thần ấp trứng một con hoàng kim vực tú, Ali cùng xuất ra có chút khiếp sợ cùng kinh ngạc. Đan điển thế giới Diệp Thần thật là quá thần kỳ, vượt quá người thường tưởng tượng. Ma Linh Thần Hạng ở hư không phi hành hơn 20 ngày, xuyên qua cái tấm lấm tấm thành tấm tiểu hành tinh, dần dần tiếp cận khu vực Minh Thành. Xung quanh các loại thần hạm bắt đầu nhiều hơn. Nơi này thần hạm phần lớn là vô cùng cao đẳng. Bất quá các loại ma linh thần hạm này vẫn là tương đối ít thấy. Trừ thần hạm ra còn xuất hiện mấy cái vực tú. Những vực tú này cùng vực tú bình thường giống như hoàng kim vực tú, tìm không giữ được. Hơn nữa là ấu niên thể chiếm đa số, thành niên thể tương đối hiếm thấy, chỉ một hai con. Những vực tú kia dừng lại trên bên thế giới một cái tiểu hành tinh. Trên đầu đó có một cái chỗ chậm chậm mở ra. Từ bên trong lướt ra mấy thân ảnh là tinh chủ đỉnh cấp, bất quá không phải loài người mà là chủng tộc khác trong vũ trụ, cũng là đệ nhất chủng tộc. Những vực thú kia là tọa kỵ bọn hắn, chỉ có đệ nhất chủng tộc cường giả mới có tư cách thuần phục vực thú. Có vực thú, thân phận địa vị là vô cùng tôn sùng. Trừ thiên hà tinh vực, những tinh vực cường giả khác đến Minh Thành có thể thấy được Minh Thành thành danh lan xa. Hướng nơi xa nhìn, trong hư không một cái tòa pháo đài cự đại rộng rãi xuất hiện trong tầm mắt Diệp Thần. Thành tấm tiểu hành tinh giống như là con sông quay xung quanh pháo đài hư không, không ngừng quanh thân tòa hư không. Pháo đài này thành lập trên mười mấy cái viên hành tinh khổng lồ. Ở bầu trời hư không pháo đài là lở một cái tòa điều khắc khổng lồ vô cùng. Đó là một cái người tay đang chơi hai quả tiểu hành tinh. Trước mặt hư không pháo đài, bất luận cái nào có cảm giác là vô cùng nhỏ bé. Thần hạm vực thú các loại không cho tiến đến hư không pháo đài. Những cường giả kia đem thần hạm hay cái gì đó dùng không gian vật phẩm thu vào. Về phần vực thú, thù không đứng lên, lại chỉ có thể biết điều một chỗ, gục trong hư không. Từng cái cường giả tung người bay hướng đại môn hư không pháo đài bay đi. Trước mặt hư không pháo đài này, tất cả mọi người giống như con kiến nhỏ đến thương cảm. Khó có thể tưởng tượng kiến tạo một cái tòa kiến trúc rộng rãi như vậy đến cùng là bao nhiêu phí hao công trình. Mình này quả là lợi hại, lại có thể trong hư không thành lập một cái tòa hư không pháo đài khổng lồ như vậy, sư già tán thán nói. Diệp Thần đem ma linh thần hạm thu vào, cùng Ali sư già hướng trong hư không pháo đài lao đi. Chương 1434, Minh Thành. Đoạn thời gian Diệp ra lãnh địa kia, Diệp Thần đã đem huyết linh thánh quả phân cho Đạm Đài Bệ Linh Nữ Nhi một số tộc nhân, chỉ còn lại mấy mai. Sư già cũng nuốt một quả, cùng Ali giống nhau, hiện tại là cấp hạ vị tinh chủ. Ba cái hạ vị tinh chủ cấp cường giả, dù trong vũ trụ xuyên qua, nhưng đến loại địa phương Minh Thành này vẫn là không có đủ nhìn, cho nên vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Ba người đi vào đại môn rộng rãi, liền là một đại sảnh rộng rãi đến phạm vất vô biên vô hạn, đủ để dung nạp xuống mấy ngàn vạn người. Vô số người chỗ này sao động tiếp nhĩ, giống như đang nói chuyện gì, có người lẫn nhau trao đổi một ít thứ. Các chủng quần tộc ở vũ trụ đều tụ hội, bọn họ lớn lên là thiên kỳ bách quái. Trước kia ở quan tinh đài nhìn thấy thiên chức tất phương u hải chi linh kim vũ chủng tộc đều có, trừ lần đó ra có một ít mà tính chủng tộc, tỉnh như tổ ma, huyết ma, thạch ma,
thậm chí ngay cả tinh hồn nhất tộc cũng có. Bình thường tinh hồn nhất tộc không cách nào rời tinh thể, nhưng mà thần tấn tinh hồn lại có thể. Bọn họ so sánh với tinh hồn bình thường là cường đại hơn, yếu nhất là vượt xa tinh chủ cấp. Mặc dù bọn họ vẫn là trạng thái linh thể, nhưng bình thường cũng là biến ảo ảnh giống loài người. Thần tấn tinh hồn bình thường là không muốn cùng chủng tộc khác làm bạn. Bọn người mặc cái áo bào đắt tiền thản nhiên đi về phía trước. Phía ngoài mấy cái đại thần quốc chiến tranh không ngừng, nhưng mà ở Minh Thành, những chủng tộc này thật giống như không có bất kỳ phát sinh ma sát, chẳng qua là lẫn nhau đề phòng. Bên trong Minh Thành có một chút địa phương cố định có thể đánh nhau, những địa phương kia hoặc những địa phương khác là cấm phát sinh tranh đấu. Đi tới Minh Thành, Diệp Thần cảm giác một cái cỗ khí tức cường đại đến không hợp thói thường. Cỗ khí tức này có mặt khắp nơi, không giống loài người. Trong Minh Thành hết thảy đều bị hắn nhìn kỹ. Thực lực mình này tuyệt quá đáng sợ, không biết mình cùng Cửu Lê lão giả người nào lợi hại hơn. Mình có thể trong bên trong Tam Đại Thần Quốc thành lập Minh Thành tất không đơn giản. Diệp Thần hướng nơi xa nhìn, có một chút chủng tộc cường giả trao đổi vật phẩm chân quý, có linh bảo bảo vật các chủng tộc, ít nhất cũng là thứ thần binh cấp. Còn có các loại chiến hạm, chiến giáp, số lượng giao dịch là cực kỳ khổng lồ. Diệp Thần Ali cùng sư gia đem mình núp trong áo choàng màu đen một đường ghé qua. Tiến vào Minh Thành, Diệp Thần phát hiện rất nhiều địa phương trong Minh Thành là dùng tinh thần tinh thủy xoay lên. Tỉ như cái cây cột cao mấy vạn mét kia, còn có đỉnh đại sảnh treo ngược một chút hành tinh. Những chỗ này tản ra lực lượng lông nặc, hết sức tinh thuần. Kiến tạo tòa Minh Thành này không biết dùng bao nhiêu tinh thần tinh tủy. Mình trừ dụng thực lực cường đại, tài phú của hắn đã đạt tới trình độ khó có thể tưởng tượng. Trong đại sảnh thỉnh thoảng phát hiện ra một hai cửa hàng. Những cửa hàng này là toàn bộ do tinh thần tinh tủy tạo thành, trong suốt trong sáng giống như một cái tòa cung điện. Các tộc cường giả bên trong dùng cơm bình thường cũng là đệ nhất chủng tộc hoặc là chủng tộc đệ nhị. Hiện nhiên chỉ có một chút cường giả thân phận cao quý, tài phú kinh người mới có tư cách ngồi bên trong. Bên trong ăn uống tất cả là linh dược vô cùng quý trọng trong vũ trụ, mỗi một chủng tộc cũng giá trị không rẻ. Bên trong một cái bữa ăn hết thảy là mấy vạn tử kim cũng bình thường. Một tử kim tương đương một vạn ma kim. Nếu có người chỗ này sử dụng ma kim mà nói có thể là bị cười chết. Trừ tử kim ra có thể là sử dụng một ít đồ vật gọi là thần tệ. Loại thần tệ này dùng một ít đồ vật vĩnh hằng tinh tụy điều khắc thành. Nghe nói từ thần mực lưu ra, một thần tệ tương đương là mấy trăm vạn tử kim. Bất quá thần tệ là vô cùng hiếm. Diệp Thần vịnh tai lắng nghe các loại tin tức rất nhanh bị hắn góp nhặt. Ở Minh Thành, khu vực có thể hoạt động chỉ chiếm 1%, còn dư lại 99% là địa phương bọn hắn không thể đi. Nhưng mà 1% này là vô cùng rộng lớn, bị chia làm 7 khu vực. Một là sân thi đấu, nơi đó mỗi ngày là có trình diễn các loại giết chóc. Hai là khu buôn bán, chính là khu vực hiện tại bọn họ đang ở, có thể mua sắm, trao đổi các vật phẩm. Khu thứ ba là tuyển bán khu, hàng năm có các chủng tộc cường giả tới Minh Thành. Bọn họ thông qua các loại chọn lựa, sau khi bị mình chọn chúng sẽ gia nhập Minh Thành. Vài ngàn năm qua vô số cường giả đi tới Minh Thành, vô số thiên tài bị mình chọn chúng. Đây cũng là một cái địa phương làm Tam Đại Thần Quốc kiêng kỵ. Những cường giả thiên tài các tộc bị chọn chúng liền không có xuất hiện qua. Vài ngàn năm mình không biết chiêu dụ bao nhiêu là các tộc cường giả, ẩn giấu bao nhiêu thực lực. Khu vực thứ tư là Thần Quốc Hội Nghị. Nghe nói là cao tầng các đại thần quốc nếu như muốn tiến hành đàm phán, hội nghị cũng sẽ ở trong Minh Thành tiến hành. Khu thứ 5 cùng thứ 6, thứ 7, nghe nói chỉ có thân phận đạt đến tầng thứ nhất định mới có thể tấn nhập. Người thường căn bản không biết địa phương kia đang làm gì. Giống Diệp Thần Ali cùng sư gia, các loại mới vào Minh Thành ngay cả thân phận cũng không có. Lại là chủng tộc thứ 3, thuộc về cái tầng chót nhất, muốn tăng thân phận của mình cần quá trình phức tạp. Bất quá, loại chủng tộc thứ 3 là mơ tưởng địa vị mình có bao nhiêu tăng, bởi vì bàn về thiên phú, bàn thực lực, bàn về tài lực, bọn họ cũng được nghĩ so sánh vượt những cái loại chủng tộc thứ hai, thậm chí đệ nhất. Hơn nữa chủng tộc ở trong chủng tộc thứ ba không phải là chủng tộc cao đẳng gì, nên khó càng thêm khó. Diệp Thần tiểu tử, bước đầu tiên chúng ta chuẩn bị làm gì? Sư gia hỏi thăm Diệp Thần. Bọn họ mới tới Minh Thành là muốn tìm phi đào tản phiến, nhưng mà bọn hắn càng biết cũng không biết đi đâu tìm, cũng không biết bắt đầu thế nào. Vào tuyển bạt khu, chúng ta thử thời vận, xem một chút có thể tiến vào nội bộ Minh Thành hay không.
Diệp Thần nói, Diệp Thần cảm giác nếu như phi đao tản biến trong Minh Thành này rất có thể trong tay Minh. Thực lực Minh quá mạnh, bọn họ không thể nào cưỡng đoạt. Cái kia chỉ có là dùng biện pháp khác. Trước nghĩ biện pháp tới gần Minh rồi nói. Nghe lời, Diệp Thần sơ ra há mồm muốn nói gì lại luốt vào. Muốn vào Minh Thành không phải là chuyện đơn giản như vậy. Nơi này nhiều chủng tộc thứ hai đệ nhất thiên phú mạnh hơn bọn họ, chỗ nào cũng có. Chương 1435, Minh Thần Bí phần 1. Sư gia có chút nhục chí, nhưng mà Ali cũng giơ quả đấm nhỏ cười nói, ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể. Mặc dù bọn họ là chủng tộc thứ ba, nhưng mà có luyện các thánh quả, cường độ nhục thể bọn hắn vượt qua chủng tộc thứ ba bình thường. Chuyến này hung hiểm, các người là vạn phần cẩn thận. Sư thân cẩn thận dặn dò, lòng trầm tư không biết mình là người thế nào. Chỉ cần là thủ hạ của mình nhất định có nhiều siêu cấp cường giả, hy vọng không nên chiêu chọc đối phương. Mục tiêu Diệp Thần là phi đao tản biến. Ừ, Ali gật đầu, bất quá dùng phương pháp gì trước vẫn là vào nội bộ Minh Thành rồi nói. Diệp Thần Ali cùng sư gia hướng Minh Thành tuyển bạt khu tới, xuyên qua một cái mảng hành lang đạo màu vàng dài hẹp, người không những là không ít, ngược lại càng nhiều. Các tộc cường giả ăn mặc khác nhau, bọn họ từng cách cẩn thận đánh giá người xung quanh. Bọn họ tới từ địa phương trong vũ trụ, phần lớn cũng là tinh không dân dư cư. Bọn họ muốn gia nhập Minh Thành, trở thành thành viên Minh Thành. Xung quanh tất cả mọi người coi bọn hắn là người cạnh tranh. Gia nhập Minh Thành, loại thế lực khổng lồ này đối bọn họ mà nói là vinh quang lớn lao. Nếu như là gia thiên phú cường đại, đạt được Minh Thành bồi dưỡng cái kia tu vi, bọn họ nhất định là trùng thiên. Dọc theo con đường này, các tộc cường giả không hết, qua lại không dứt. Diệp Thần sư gia cùng Ali mặc áo choàng cúi đầu đi phía trước, vẫn là duy trì ít bị chú ý cùng trầm mặc. Ba người theo dòng người một đường đi trước. Sau lúc lâu, phía trước bắt đầu có người kiểm tra người là chủng tộc gì, thú vị gì. Mấy cái huyết mà nhất tộc cường giả đứng nơi đó để ra nghi vấn. Các chủng tộc sinh linh lui tới, những huyết mà nhất tộc cường giả từng cái ít nhất là cao vị thiên vị tinh chủ. Huyết ma trong chủng tộc thứ hai cũng được cho là tộc quân đỉnh phong, tu vị bọn họ cũng không thua kém. Nhưng mà chỗ này bọn họ chỉ là Minh Thành thị vệ. Yêu thú chủ yếm nhất tộc, hạ vị tinh chủ cấp. Yêu thú loại chủng tộc thứ ba cũng dám tham gia Minh Thành chọn lựa. Một cái thị vệ hừ một tiếng có chút khinh thường. Còn yêu thú chủ yếm có tức giận nhưng lại không dám nói. Những cái huyết ma nhất tộc cường giả là chủng tộc thứ hai, tu vị là tinh chủ đỉnh cấp, không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Vào đi thôi, nếu tiến ra không được thì đừng trách chúng ta không báo trước. Mấy cái thị vệ tùy ý vất tay, ánh mắt nhìn yêu thú chủ hiệp tràn đầy trầm mặc. Hàng năm tham gia Minh Thành chọn lựa cũng lấy ra đệ nhất loại chủng tộc, đệ nhị chiếm đa số, chủng tộc thứ ba vô cùng ít, bình thường sau khi vào sẽ chết quá lựa trong quá trình chọn lựa. Rất nhanh, mấy cái huyết ma cường giả hỏi đám Diệp Thần. Thứ ba chủng loại loài người, thứ ba chủng loại ly miêu, thứ ba chủng loại yêu thú tử hỏa tinh sư. Những cái huyết ma tộc nhân cường giả sắc mặt quái dị. Năm nay chủng tộc thứ ba tới thật nhiều, những thứ này là đi tìm chết sao? Vài ngàn năm thiên tài chủng tộc thứ ba bị mình nhìn chúng được đếm trên đầu ngón tay, mấy năm cũng không thấy một. Cho nên Minh Thành nắm quyền thế thường thường cũng là đệ nhất chủng tộc cùng chủng tộc thứ hai. Mình rốt cuộc là cấp bậc cường giả gì cũng không ai biết. Hơn nữa không ai biết mình là chủng tộc gì. Những cái huyết ma thị vệ này không có quá nhiều làm khó khăn Diệp Thần Ali cùng sư xa. Còn có con chủ yểm kia, bởi vì trong Minh Thành thập đại chiến tướng có một vị là loài người. Vị đại nhân kia thực lực vô cùng kinh người, trong thập niên đại chiến tướng cũng là tồn tại số 1 số 2. Nếu mà bị vị kia biết họ cố ý gây khó khăn cho chủng tộc thứ ba, nói không chừng là chịu không nổi. Đám người Diệp Thần rất thuận lợi tiến vào. Các người tốt, ta tên là Mưu Bình, yêu tú chủ yếm nhất tộc. Còn chủ yếm kia tên là Mưu Bình đi tới, hắn biến ảo hình người là một cái tráng hán thân cao 2 thước. Khi hắn nghe mấy người Diệp Thần là nhân loại cùng yêu tú, liền sinh ra cảm giác thân thiết.
loài người huyền thú yêu thú nhất tộc từ xưa đến nay là chủng tộc liên minh. Ali cùng xuất ra bản thân là huyền thú yêu thú nhất tộc. Lòng Mưu Bình càng có hào cảm. Ánh mắt Mưu Bình chẳng qua trên người Ali cùng xuất ra xẹt qua rơi vào trên người Diệp Thần. Hắn nhìn ra trong ba người Diệp Thần làm chủ. Thực tế trong loại chủng tộc thứ ba địa vị nhân tộc so sánh với yêu thú nhất tộc muốn cao một chút. Người khỏe, ta tên Diệp Thần. Người này xuất ra còn có đầy Ali. Diệp Thần giới thiệu, mặc dù sư gia hưng xưng hô như thế có chút kỳ quái, nhưng sư gia lại thích người khác gọi hắn như vậy. Diệp Thần cảm giác Mưu Bình không tệ, cũng là phần lớn yêu thú nhất tộc giống nhau, đầu óc đơn giản làm người chất phát. Cùng Mưu Bình hàn huyên một chút, Diệp Thần mới biết Mưu Bình tới từ một cái tinh vực gọi là Tử Hư tinh vực. Nơi đây địa vị yêu thú so sánh thiên hạ tinh vực muốn không bằng, cũng là đầy ấp đầy tới cấp bậc thấp nhất, tu vị bị hạn chế ở tinh chủ trở xuống. Mưu Bình đoạt một chiếc thiên hạ lâu thuyền trốn thoát, trở thành tinh không dân du cư, tránh né vô số lần đuổi giết, tu vị hắn mới là từ từ mạnh lên, chỉ bằng vào ý chí cường đại ngạnh sanh đột phá hạ vị tinh chủ. Mưu Bình, ta nhất định là phải vào Minh Thành. Mưu Bình kiên định, còn người lóe ra cuồng nhiệt. Tại sao? Bởi Minh Thành là địa phương lấy thực lực vì tôn chân chính, chỉ cần đủ thực lực cho dù chủng tộc thứ ba cũng có thể ra mặt. Nghe nói trong thập đại chiến tướng thủ hạ của mình có một nhân tộc. Mưu Bình hướng tới nói, thân là yêu thú chủng tộc thứ ba, Mưu Bình nhận lấy rất nhiều áp bách, cho nên Mưu Bình khát vọng công bình. Hắn cảm thấy có thể bằng vào cố gắng ở Minh Thành đạt một chỗ ngồi không cần trong tinh không lưu lạc, tránh né đuổi giết. Diệp Thần cảm giác Mưu Bình thiên phú thật rất bình thường, có thể tưởng tượng Mưu Bình làm sao trùng kích tinh chu cảnh. Có lẽ thực sự là thiên đạo mời rượu chuyên cần, nhưng mà không có chọn lựa, chết bên trong cũng rất nhiều. Diệp Thần nói, các người không phải cũng tới sao? Mưu Bình cười nói, bất quá Mưu Bình cảm giác thực lực Diệp Thần Ali cùng sư gia hẳn trên xa hắn. Không bằng đợi lát nữa chúng ta vào, mặc dù thực lực ta có thể không bằng các ngươi, nhưng ta có chút thiên phú đặc thù có thể giúp các người một tay. Chương 1436, Minh Thần Bí phần 2. Có thể, Diệp Thần gật đầu, Mưu Bình nói chuyện rất thẳng, không còng còng nhiễu nhiễu, trùng đụng lên là tương đối khoái trá. Tất cả hạ vị tình chủ bị phân đến cùng nhau, bọn họ ở thời gian thật lâu suốt cuộc tiến vào khu vực trọng yếu. Đây là một cái đại sảnh tụ tập mấy chục vạn các tộc cường giả, đều là hạ vị tình chủ cấp. Đầu người toàn động rất nhiều chủng tộc, Diệp Thần ngay cả thấy cũng chưa thấy, tới từ những tinh vực khác. Đại sảnh hết sức rộng lớn, cao vài trăm thước. Quá trình chọn lựa rốt cuộc thế nào? Cái này là nghi vấn mọi người. Cho tới giờ quá trình lựa chọn cụ thể không có tin tức tiết lộ bên ngoài. Đang ở thời điểm mọi người giao đầu tiếp nới nghị luận, bầu trời đại sảnh xuất hiện một ma ảnh cự đại, lại là tổ ma. Tổ ma này là tinh chủ đành cương giả, tựa như một mảng mây đen bao phủ đại sảnh. Thủ hạ mình quả nhiên là chúng tộc cường giả gì cũng có, trừ huyết ma nhất tộc còn lại còn có tổ ma nhất tộc. Bất quá suy nghĩ một chút, thế gian này không có địch nhân tuyệt đối, cũng không có bằng hữu tuyệt đối, chỉ có lợi ích là tuyệt đối. Tổ ma nhất tộc cùng huyết ma nhất tộc phản bội ra thiên ma thần quốc cùng huyết sắc thần quốc gia nhập Minh Thành hẳn không phải số ít. Lần này chọn lựa có ba mục: người lưu tới cùng có tư cách gia nhập Minh Thành ta, bất kể quá trình thế nào, các người dùng thủ đoạn gì, ta chỉ biết kết quả. Tổ ma thanh âm uy nghiêm trong đại sảnh, uy danh chấn chấn. Những hạ vị tinh chủ bỗng nhiên hiểu, từng cái sao đầu tiếp nghĩ, bắt đầu là kéo bè kết phái tụ tập chung một chỗ. Bất quá giống như không ai để ý đám Diệp Thần, không người nào chủ động đến gần. Bọn họ muốn liên hiệp, trên cơ bản là một chút cường giả chủng tộc thứ ba bọn họ nhìn không khá. Tổ ma quét bầu trời, ánh mắt quét qua các tộc cường giả trên thân đám Diệp Thần quét. Hắn bỗng nhiên cười quỷ dị, liên minh lại là củng cố rất dễ tan rã. Người bên cạnh các người có lẽ là nguy hiểm nhất. Những cường giả hai mặt nhìn nhau âm thầm cảnh giác, nhất là những cái tên đồng minh bên cạnh, vì tiến vào Minh Thành tất cả mọi người không chừa thủ đoạn, bao gồm giết chóc đồng minh bên cạnh. Các cường giả đại sảnh tạo thành hơn 10 người trọng yếu, hơn 10 người là tồn tại cường đại nhất trong tất cả hạ vị tinh chủ. Ánh mắt chú ý Mưu Bình hướng nơi xa nhìn lại bên tai Diệp Thần, gấp giọng nói, các huyết ma kia gọi là thí tuyệt,
huyết thống huyết ma nhất tộc đời 19, thực lực rất mạnh, cạnh hắn có 13 vị tinh chủ là tùy tùng của hắn. Hắn vì gia nhập Minh Thành trước đó làm rất nhiều chuẩn bị, đối với một chút đối thủ cường đại cũng hiểu rõ. Huyết ma nhất tộc cùng nhân loại không giống, huyết thống bọn hắn là càng cao quý, thiên tài càng mạnh. Huyết thống huyết ma nhất tộc đời thứ nhất là mạnh nhất, phía sau một đời đi xuống thiên phú không ngừng tước nhật. Đời thứ 19 coi như là huyết thống vô cùng thuần khiết rồi, hạ vị tinh chủ bình thường cũng là mấy trăm đời huyết thống. Diệp Thần hướng nơi xa nhìn lại, cái kia là một cái thanh niên thần sắc cao ngạo, lớn lên anh tuấn, nhưng mà thần sắc tái nhợt không có một cái tia huyết sắc. Người mặc y trang đắt tiền, bên cạnh hắn tụ hơn 10 cái tinh chủ cấp huyết ma, còn là đại lượng trùng tộc cường giả. Hắn có thể là một cái thực lực mạnh nhất trong mọi người có thể cùng hắn đánh đồng, đoán chừng chỉ có mấy tên. Tinh hồn nhất tộc thần tấn tinh hồn huyền dạng, mô hình hướng chỗ khác. Thần tấn tinh hồn vô cùng thần bí, nghe nói là ở Vĩnh Hằng Tân Quốc, chỉ đã có chút siêu tân tinh mới có thể ra đời thần tấn tinh hồn, bọn họ có thể rời đi tinh cầu bản thể là tu luyện. Thực lực tăng lên tốc độ phi thường tưởng tượng. Thần tấn tinh hồn, Diệp Thần hướng nơi xa nhìn, mặc dù đối phương là một cái linh thể, nhưng mà huyễn hóa thành hình thái loại người, bộ dáng là người trẻ tuổi mặc bộ bạch y. Tin tức mô bình vô cùng linh thông, hướng Diệp Thần giới thiệu các chủng cương giản. Thí trừ thí tuyệt cùng nguyên dạ, còn có kim vũ nhất tộc U Chi Linh nhất tộc, tổ ma nhất tộc vân vân, cũng có một chút trẻ tuổi cương giả tới tham dự Minh Tre Thành chọn lựa. Trở thành thành viên Minh Thành là vô số người ước mơ. Thần là một thế lực độc lập, có thể trong khe hẹp của tam đại thần quốc ngật ngưỡng không ngã. Mình là tồn tại vô cùng thần bí, người nào đều là mơ tưởng một cái siêu cấp cường giả như vậy chỉ điểm. Mặc dù bọn họ thiên tài tương đối là phong phú trong các chủng tộc, nhưng ở trong tộc nhìn thấy cường giả thực lực như mình là phi thường khó khăn. Có lẽ nghe mình loại cấp bậc cường giả này nói đạo một lần, tôi bị bọn họ có thể tăng thêm một cảnh. Bất quá người nào cũng chưa tận mắt thấy mình, nhưng chỉ biết thực lực mình là phi thường cường đại. Nghe nói đã từng có 7 huyết ma thủ hạ của hoàng tộc cường giả đời thứ 3 phản bội huyết ma thần quốc, chạy trốn tới Minh Thành muốn kiếm mình bảo vệ, nhưng mà mình cũng không cố kỵ chút nào đón nhận bọn họ. Vị đời thứ 3 hậu duệ huyết ma hoàng tộc dưới cơn nóng giận giết tới Minh Thành, muốn đem Minh Thành hủy diệt cho hà giận. Nhưng ngoài dự tính, mình không biết là địa phương nào, chẳng qua hư không ngưng ra một ngón tay, thiếu chút nữa đem huyết ma hoàng tộc kêu oanh đến thần hình khô diệt, chỉ có thể chật vật mà chạy. Tới đây tam đại thần quốc không có bất kỳ người nào dám cùng mình đấu khích huyết ma hoàng tộc kia, cũng không có lại tìm mình phiền toái. Bên trong tam đại thần quốc đoán chừng chỉ có những cái tồn tại siêu nhiên bị vì vây đỉnh cao nhất kia mới là có thể kinh sợ được mình. Bất quá những tồn tại đó bình thường không dễ dàng xuất hiện ở thế gian. Mình cường đại cộng thêm Minh Thành xây chiếm một tinh khu, không có dã tâm thành lập thần quốc, cho nên tam đại thần quốc cũng cho phép mình tồn tại. Dù Minh Thành độc lập ở ngoài tam đại thần quốc, không biết mình tuyển đạt cường giả loại gì nhiều, cần kinh nghiệm 3 loại khảo hạch rốt cuộc là gì? Diệp Thần, Ali, Sư Già cùng Mưu Bình lặng lặng chờ đợi. Còn những người khác là vội vã tìm kiếm Minh Hữu Bất Đồng. Diệp Thần, Ali, Sư Già là phi thường bình tĩnh, dùng truyền âm trao đổi cách nhìn đối với mình. Các người không thể tìm đồng bạn sao? Mưu Bình nhìn Diệp Thần hỏi, lại nhìn Ali, Sư Già một chút. Ba người Diệp Thần đã không khỏi quá bình tĩnh. Diệp Thần lắc đầu, không cần. Nếu như người muốn tìm người khác kết bạn thì đi đi. Diệp Thần cảm thấy có lẽ Mưu Bình cho rằng đi theo mấy người mình không an toàn.